Hôm nay có một tin rất buồn muốn báo cho mọi người. Các bạn mà đang chờ đàn chó con của Nano và Hanna thì không phải chờ nữa. Vì cái đàn cũng con ấy nó không may nó bị cảm và nó ra đi cả 5 con trong vòng 2 ngày. Ra đi vì sốt. Sốt cao gây xuất huyết. Thì cún con ấy là mọi người có thể chuyển sang chọn đàn siro con hầm là một này, nếu mà mọi người chọn được, hoặc là đàn siro con cái, mình sẽ tính là giữ lại hai con cái là con xanh và con tím. Nhưng mà trong cái trường hợp này ấy, thì có thể là mình sẽ bớt lại một con, nhường cho mọi người một con xanh hoặc một con tím ở trong cái đàn của siro này. Đực ấy, thì mọi người có thể chọn con hồng này, hoặc là hai con của đàn Loki Pila. Đợt vừa rồi hai con nó vào cái đợt thay lông, cho nên 3 tuần liền mình không quay video vì hai con nó đợt thay lông. Đợt này thay lông xong rồi thì có thể mai mình sẽ quay video hai em đấy đó. Còn không thì là chọn em hồng của đàn siro. Rất là khó với cái con chó con ở giai đoạn dưới 2 tháng, mọi dự định đều có thể tan biến hết. Vì đơn giản ấy là cái con chó con dưới 2 tháng có rất là nhiều nguy cơ. Thì cái đàn chó con 5 con của Nano và Hanna thực sự là rất là tiếc nuối vì nó rất đẹp. Nhưng mà mình thì đợt này là mình không có trực tiếp mình chăm sóc được. Thành ra là nó sơ sẩy một chút thôi thì con chó nó bị cảm. Vì là có mấy cái ngày ấy, là một ngày nó mưa mấy lần và nó nắng, nó đang nắng chang chang nó mưa ngay, sau đấy nó lại nắng chang chang nó lại mưa ngay. Đó, trong 2-3 ngày liền đó là nó bị dính cảm. Và cái con mà nó dính cảm mà nó sốt cao phát là thôi xong rồi với con chó con. Nhất là con chó con dưới 2 tháng. Còn trên 2 tháng thì nó đỡ nguy hiểm hơn. Cho nên là con chó con khi mà xuất đàn đều là xuất đàn con chó con trên 2 tháng. Bởi vì như vậy, thực sự là rất là tiếc nuối cái đàn chó con vì nó rất là đẹp. Và cái đàn chó con của Nano và Hanna thì mình có nhận cọc của đàn có 5 con. Thì mình có nhận cọc của 3 người rồi. Ba người rồi, trong đấy là hai người là đã chuyển khoản đủ tiền của chó. Thì mọi người có thể chuyển sang cái đàn con của siro là sẽ có một con đực và một con cái. Và cái đàn con của con Loki là đàn con của Loki thì là còn hai con đực. Là hai đàn đều có thể bắt ngay. Một đàn là đến hôm nay là sẽ là còn mấy ngày nữa là tròn 3 tháng của một đàn, thì hơn 3 tháng một chút rồi. Nó vào cái đợt thay lông và vào cái đợt mình có sửa lại trại, cho nên là mình không có quay video cho nó đều. Một là sửa lại trại, mọi thứ nó sắp nó lôm côm cả, nó không còn cái khoảng để quay video. Và cái thứ hai nữa, nó lại trúng vào cái đợt con chó nó thay lông, nhìn trong người nó có vẻ nó mảnh người, nên là mình không có quay video. Thì cái đàn con của con siro thì con hồng là mọi người có thể xem ở video này hoặc trong 1-2 video trước, là đàn con của siro ấy thì mọi người có thể có video này hoặc là 1-2 video trước để mọi người có thể xem được con chó, ngắm được con chó. Còn cái đàn của Loki và Pila ấy, thì mọi người có thể chờ cái video mình sẽ quay video hiện tại bây giờ trong 1-2 ngày tới. Hoặc là mọi người có thể xem cái video cách đây 3 tuần trước. Thì thực ra con chó nó không có khác biệt gì nhiều. Nó to hơn một chút và người nó nhìn nó mảnh khảnh hơn một chút vì nó đến tuổi phát triển cao dài. Lông thì nó mượt hơn vì nó đã thay lông rồi. Thế thôi. Còn khi mà con chó như bọn này là nó cũng thay lông gần xong rồi này, là nhìn lông của con chó nhìn nó mượt hơn vì cái lông sợi nó mọc. Còn lúc trước ấy là nhìn lông nó không mượt là vì
cái lớp lông bông, cái lông của nó mới chỉ có cái lớp lông sơ sinh thôi. Như bây giờ thì nhìn nó đã có độ bóng này, là vì là cái lông của nó là cái lông sợi nó mọc rồi. Đó, mọi người có thể nhìn cái lông của nó nhìn nó có độ bóng rồi, vì cái lông sợi của nó đã mọc. Thì cho con, mọi người có thể chờ, các bạn mà đã cọc thì mọi người có thể chọn hai cái đàn này, hoặc là mọi người chọn hai đàn này, hoặc là mọi người sẽ chờ cho con của các đàn tiếp theo. Thì trong tháng 8 ấy là dự định là sẽ có một cún. Trong tháng 8 ấy thì là dự định sẽ có một con sinh, là cái con là con Lucky ghép với lại con Marvin. Và trong tháng 9 thì cũng có một con sinh là con Nancy cũng ghép với lại con Marvin. Tức là hai sẽ có hai đàn, một đàn đẻ tháng 8 và một đàn đẻ tháng 9. Đấy là ở trong dự tính nha mọi người, thì đều là con của Marvin. Con của Marvin với hai con cái mà trại nhân giống ra. Nhưng mà ở đây là mọi thứ nó đều là kế hoạch thôi mọi người nhé. Con Lucky thì xác định là nó bầu rồi. Còn con Nancy thì nó mới lấy giống được một tuần nay thôi. Thì chưa biết như nào nhưng lấy giống thì cứ xác định là bầu. Nhưng mà cái con chó bầu ấy, với cái con chó rốt, mà với những cái con mà nó ở cái diện theo kiểu là bố mẹ nhập, hoặc là ở đời một, như những con của trại nhà mình thì hầu như là bố mẹ nhập hoặc là đời một thôi. Thì cái việc từ cái việc bầu con chó nó bầu đến khi con chó nó sinh, nó đã có một cái khoảng cách rồi, nó có thể là nó có những cái sơ sẩy. Bởi vì là cái thời tiết ở mình nó khác biệt quá nhiều so với lại cái thời tiết ở bên Đức và một số nước gần Đức. Cái thứ hai nữa là cái việc mà có chó con rồi, và đến khi có con chó con 2 tháng để giao cho mọi người, nó lại là một cái khoảng cách tiếp, và cái khoảng cách đấy nó xa hơn, cái tỷ lệ rủi ro nó nhiều hơn, vì nó là một cái quãng thời gian dài. Đơn giản như là cái đàn con của Nano với lại con Hanna hay một số đàn khác, thì mọi người sẽ thấy là có nhiều đàn chó có thể là tiêm mũi một rồi, có thể là chưa kịp tiêm mũi một thì nó đã bị rơi rụng rồi. Nó chỉ cần một chút sơ sẩy thôi, hoặc là thời tiết nó khắc nghiệt bất thường này kia, là có thể là cái đàn chó con có thể nó hy sinh cả đàn ngay. Đấy, đơn giản là mọi người đấy, đàn chó con của Nano với Hana nó đẹp và nó khỏe như thế, như cái video mà mình quay. Cái đàn đấy khoảng tầm 10 ngày trước, thì đến coi như là đến ngày tiêm vaccine mũi 1 thì thời tiết nó thay đổi và mình phải dừng cái lịch tiêm vaccine lại, chậm lại vài ngày. Nhưng mà trong cái thời gian chậm lại vài ngày thì con chó nó đã bị cảm rồi. Chứ còn nếu mà giả sử trong trường hợp mà nếu mà tiêm vaccine đúng ngày thì cái tỷ lệ rủi ro nó còn cao nữa. Với những cái người mà có thể là không có kinh nghiệm thì thời tiết nó thay đổi mà vẫn tiêm vaccine theo đúng lịch ấy, thì cái tỷ lệ rủi ro nó còn cao nữa, nó có thể bị dính phát bệnh vì tiêm vaccine. Nhưng đây là hoãn lịch tiêm vaccine lại rồi nhưng cuối cùng vẫn cứ dính. Dính bệnh vì thời tiết. Và cái thời tiết cái giai đoạn này thì không chỉ con chó ta bị, không phải chỉ có con chó Tây bị, mà con chó ta nó cũng bị bệnh rất là nhiều. Thì mình post cái video này là để cũng là một cái thông báo cho các bạn mà đang quan tâm đến cái đàn của Nano, đàn chó con đầu tiên của Nano. Đúng là cái đàn đầu tiên, vạn sự khởi đầu nan. Là cái đàn đấy nó đàn cho con đấy nó không còn nữa. Để mọi người có thể chủ động, mọi người chọn cái đàn cho con hiện có, hoặc là mọi người chờ đợi những đàn tiếp theo, hoặc mọi người có thể tìm mua ở một cái đàn chó khác của trại khác chẳng hạn. Cái đấy thì là theo cái mình thông báo như thế rồi, theo cái lựa chọn của mọi người thôi. Ở đấy như mình đã nói đến mỗi con chó
mà nó về với chủ ấy, nó là một cái duyên với người chủ, chứ không phải là lúc nào có tiền cũng mua được chó, và không phải mua con chó nào cũng ưng ý. Và tất nhiên là như thế là càng khó hơn, là không phải là cứ có tiền là mua được cái con chó ưng ý. Nó mua được một con chó ưng ý về nuôi nó là cả một cái duyên, chứ nó không không phải chuyện đơn giản. Đó thì mọi người có thể, các bạn mà đã nhận cọc rồi ấy, mình đã nhận cọc rồi ấy, mấy người có bao gồm cả có anh, có em và có cả một thầy nữa, có cả một thầy nữa cũng đã cọc, đã chuyển tiền để mua cái đàn chó con của Nano. Thì mọi người có thể chuyển sang các cái đàn này, mình sẽ nhắn tin riêng, nhưng mà thôi mình cứ có một cái video để mình thông báo chung như thế, bởi vì có nhiều người ấy là có thể chờ chó con, chờ đến lúc là cái con chó con nó to hơn một chút, để mà chọn để mà mua cọc hoặc mua. Bởi vì là những cái người mà hỏi sau ấy là mình bảo chờ thôi, chứ đàn 5 con mình chỉ nhận 3 con chứ mình không có nhận thêm. Để khi nào con chó con nó xong 2 mũi vaccine rồi, lúc đấy là rồi mình nhận thêm thì lúc đấy mình bán luôn. Bởi vì mình luôn luôn đề phòng một cái khoản rủi ro, nhỡ may nó có phát sinh cái gì ấy, chứ nhận đủ 5 người nó mất công lại nợ. Mình thì mình lại không thích nợ. Đó thì mọi người có thể chọn sang cái đàn này, hoặc là chờ hai cái đàn ở trong tháng 8 đẻ và tháng 9 đẻ, dự sinh trong tháng 8 và tháng 9. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.